Xin chào các bạn, hôm nay Sài Gòn Lifestyle sẽ quay trở lại với video, đó là mình sẽ review cái máy làm giá này ha. Thì đây là cái máy làm giá ha, và mình làm giá trong này á, thì nó làm rất là gọn và sạch sẽ ha. Và bây giờ mình đưa cho các bạn xem thành quả trước. Thì cái máy làm giá mình làm trong khoảng 3 ngày ha. Đó, và sau khi làm á, thì okay, các bạn thấy ha, cái nồi giá của mình ha. Và đó, như thế này rất là đẹp ha. Và chúng ta thấy này, sau 3 đến 4 ngày thì mình có thể tự làm giá ở nhà. Và các bạn thấy giá này, wow, lần này nó thật là béo, rất là bự ha, và rất là dài ha. Các bạn nhìn thấy này ha. Wow, lần này nó rất là dài ha. Và mà đặc biệt nó dài nhưng mà nó rất là béo ha, nó bự á, nó rất là mập ha. Và sau 3 ngày thì mình có một cái giá nó lên được khoảng tầm 3 lóng tay, có nghĩa là nó dài bằng cái ngón tay của mình ha. Và các bạn để ý này, và đó. Điều đặc biệt đó là cái giá này là mình tự làm, cho nên là mình biết được là mình không có bỏ bất kỳ cái chất kích thích hay thuốc gì cả. Và các bạn thấy cái con giá nó ngon không? Và đặc biệt là lá nó đang mọc như thế này ha, vừa phải. Và cái đồ này ăn rất là ngon 3 ngày. Và lần này thì nó rất là dài, rất là mập. Thì cái này làm nó đơn giản lắm. Thì các bạn lấy giá rồi để mình mở ra trước ha, cho các bạn xem. Các bạn xem là cái giá làm là wow, cực kỳ ngon. Và đây là một cái thì thành quả này là sau đó, các bạn thấy không? Thì sau 3 ngày thôi và mình đã làm ra được một mẻ giá. Thì cái mẻ này thì gia đình đó, thì khoảng từ gia đình mình thì có một em bé với hai vợ chồng mình, thì mình ăn cái này thì được 3 ngày ha. 3 ngày đến 4 ngày ha. Thì cái giá này mình làm cũng từ 3 đến 4 ngày, cho nên là mình cứ làm luân phiên, mình lấy ra rồi mình làm lại, thì mình có rất là nhiều giá sạch để mình ăn ha. Và nó rất là ngon, đặc biệt ha. Rồi thì bây giờ mình làm xong rồi thì bắt đầu mình lấy ra rồi mình để trong hộp rồi mình để trong tủ lạnh ngưng mát thì mình ăn được ha. Và thì chỉ có tầm khoảng 10 gram đậu xanh thôi, thì sau 3-4 ngày thì mình đã có giá mình ăn ha. Và rất là ngon ha. Thơm nữa, cực kỳ thơm luôn các bạn. Thì thường thì mình cái gì mà mình thấy đó, bổ ích đó, thì mình làm xong mình review để cho các bạn thấy ha. Rồi các bạn cũng làm theo rồi đó, tăng cường cái việc ăn uống sạch ở nhà. Đặc biệt sống ở Sài Gòn thì diện tích mình nhỏ ha, mình nghĩ là mình sẽ không làm được những cái việc này, nhưng mà và cái công việc mình rất bận rộn, mình sẽ không làm được cái này. Nhưng mà mình thấy là mình có một cái này thì nó chỉ còn chẳng qua là một cái dụng cụ làm giá thôi, thì mình làm thì thấy rất là tiện. Mình chỉ mất khoảng chưa tới một phút để một ngày thì mình tưới khoảng tầm 1 đến 2 lần buổi sáng. Thường trước khi đi làm mình cho nó ngâm khoảng từ 2 đến 5 phút, rồi sau đó mình buổi chiều đi làm về mình cũng làm lại ngâm từ 2 đến 5 phút. Thế là trong vòng 3 ngày thì mình có một cái rổ giá ngon như thế này ha. Rổ giá cực kỳ ngon. Thì các bạn thấy cái máy nó còn đơn giản thôi. Điều đặc biệt á, là cái máy này á, là nó có, các bạn thấy có hai lớp không? Sau khi mình rửa sạch á thì mình đổ đậu xanh lên, rồi mình đặt cái tấm này lên này ha. Đặt cái tấm này lên. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đặt cái tấm này lên, thì cái tấm cuối này thì gọi là cái tấm che nắng. Thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái rãnh, nhưng mà cái rãnh này nó được thiết kế là nó che những cái rãnh dưới, cho nên là cái giá nó không ở dưới là rất là tối và không thấy ánh sáng, cho nên giá nó sẽ phát triển và nó không có ra lá xanh, thì khi đó ăn mới ngon. Còn nếu giá mà để ra lá xanh và thì nó rất là dở. Và điều đặc biệt là cái này nó có một cái khóa và gọi là cái tạo ra một cái sức nén, và nó có cái lò xo, cho nên khi mà cái giá nó mặc dù nó lên, nhưng mà do cái sức nén của lò xo này làm cái giá nó bị sức ép thì nó sẽ là mập, nó không bị dài. Và các bạn thấy là cái con giá này nó khá mập ha, nó không bị dài ha.
Ok. Và đặc biệt thì mình làm thì mình không có thuốc ha. Thì mình không biết vì sao giá người ta không có rẻ nhưng mà giá mình thì rất là nhiều rẻ như thế này ha. Thì mình nghĩ là chắc là do cái loại trong cái máy này thì nó có nhiều độ ẩm cho nên nó mọc rễ, nhưng mà mình thấy rễ này mình ăn cũng khá là rất là ngon ha, và con giá nó rất là dài ha. Và rồi thì đó thì mình hy vọng cái video này nó sẽ tạo động lực cho các bạn làm giá sạch ha, và nó không có gì phức tạp đâu các bạn. Rồi mình sẽ quay cái cách mà khi mình làm ha. Bây giờ mình làm xong á thì bây giờ mình mới lấy giá xong ha, đúng không? Mình sẽ rửa sạch nó đi. Rồi mình sẽ làm lại một đợt giá nữa, rồi các bạn sẽ thấy ha. Làm xong á thì các bạn nên lấy cái này đi. Vì sau khi mình ủ khoảng từ 3 đến 4 ngày rồi á thì trong này đâu đó nó sẽ có những cái nấm hoặc vi khuẩn. Thì các bạn nên môi trường kín khí mà đúng không? À, gọi là môi trường ẩm ướt rồi không có ánh nắng thì đâu đó nó sẽ sinh ra vi khuẩn, cho nên thường khi mình làm xong á thì các bạn nhớ vệ sinh cái này ha, vệ sinh cái này thật sạch sẽ. Rồi rồi mình làm tiếp một mẹ nữa, thì mình cứ làm cuốn gói cuốn chiếu á, cứ làm một 3 ngày 3 ngày, thế là mình sẽ có giá ăn hàng ngày ha, và không quá tốn nhiều sức đâu. Mình chỉ tốn cái sức mất khoảng từ 5 phút lúc khi mình làm lúc đầu và 5 phút khi mình thu hoạch ha, thì mình đã có một cái rổ ra cực kỳ ngon như thế này ha. Rồi giá rất là ngon, giá đỗ rất là ngon à, và rất là đẹp ha. Và rồi các bạn chờ mình một xíu nha, mình sẽ đưa cái công đoạn là làm vào. Rồi các bạn thấy là sau khi mình đi rửa sạch xong á thì cái này như thế này ha, mình rửa sạch xong rồi ha, thì bắt đầu mình để cái này xuống, rồi mình bỏ cái tấm này phía dưới này ha, thì hai tấm tấm đó và tấm này thì giống nhau, bỏ cái nào trước cũng được. Rồi sau đó mình đặt xuống á, thì mình sẽ rải giá lên, thì các bạn thấy chừng này giá đổ thôi mà mình đã làm được cái một cái hộp giá như lúc nãy mình sâu các bạn thấy. À, đợt này thì ít quá mình phải lấy thêm một xíu. Rồi các bạn sẽ đổ thêm một khoảng tầm vừa phải à, như là ok rồi, thì khoảng từ 100 gram đến 200 gram thì 3 ngày. Thì các bạn thấy đây, các bạn đổ giá lên vừa phủ cái lưới này. Rồi các bạn để ý á, thì các bạn làm bốn cái chân này, thì bốn cái chân này á, bốn cái góc này là bốn bốn cái chân mà cái lớp nó bốn cái chân của cái miếng này này đó, bốn cái góc bốn cái chân này để mình để xuống à, cho nó vừa ha. Anyway mình xíu nha, mình vừa làm vừa quay nên nó hơi bất tiện ha. Nói chung mình trải đều ra bốn góc à. Rồi mình đã điều ra bốn góc như thế này này. Đó, rồi mình chừa bốn cái lỗ để cái chân nó xuống ha. Rồi sau đó mình đặt cái miếng này lên. Rồi. Rồi sau đó mình chỉ cần mình đặt cái tấm này lên ha. Rồi. Sau đó mình gài cái này vào. Đó, mình tạo một cái lực nén vừa phải thôi. Một cái lực nén một hạt là so như thế này, rồi mình cho vào mình ngâm nước nước ấm thì tỷ lệ là hai nước sôi một nước lạnh ha. Thì mình chỉ cần ngâm cái nước nóng mà nước tắm của mình này, mình chỉ ngâm bằng nước nóng của mình thôi. Thì đầu tiên các bạn để ý là các bạn xả đi cái lớp nước đầu tiên, thì trong giá thì để loại bỏ bớt những cái vi khuẩn trong cái đậu xanh ha. Thì mình cho một cái nước đầu rồi mình xả cái lớp này đi ha. Rồi các bạn thấy mình xả nước ra thì cái máy này nó có cái lục phía dưới này, có cái chuột này ha, thì mình cho xả cho nó hết nước. Rồi sau đó mình cho cái nước thứ hai thì mình ngâm khoảng từ 20 phút ha. Thì
Với lại nước thì cũng cần phải là nóng quá đâu, không cần quá chính xác, thì thường nước ấm là vừa. Thì mình thấy mình lấy cái nước mà nước nước của mình, nước nóng của mình á, tắm vừa rồi các bạn thấy nước nó đổ hết rồi đúng không? Rồi, rồi mình khóa cái van lại, rồi. Rồi mình khóa cái van lại, rồi sau đó mình đổ nước vào. À, thì nước ấm ấm là vừa. Cho nó ngập luôn. Rồi. Thì nó sẽ tăng cái kích thích cái giá nó nảy mầm. À. Còn nước lành thì nó vẫn vẫn nảy mầm nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Ok, thì mình làm như vậy thì mình để như mình nói đó, thì bây giờ lần đầu tiên thì mình ngâm thì khoảng từ 2 đến 30 phút, rồi mình xả nước ra. Mình xả nước là chỉ cần mình rút cái này thôi nè. Đó. Rồi mình xả hết nước rồi mình đậy lại. Rồi mình ngâm tiếp. Thì một ngày á thì mình ngâm nước lạnh cho nó. À, lần sau thì mình sẽ ngâm nước lạnh ha. Lần đầu tiên mình ấm. Những lần sau thì mình ngâm nước lạnh. Một ngày á thì mình ngâm 2 lần ha. Một lần á từ 2 đến 5 phút. Thường là mình ngâm buổi sáng trước khi đi làm, rồi đi về xong là mình xả nước ra ha. Ngâm là trước khi đi làm mình ngâm đó 2 đến 5 phút. Rồi sau đó mình xả nước ra, rồi mình để sau khi đi làm về thì mình lại tiếp tục ngâm tiếp cũng là 2 đến 5 phút, rồi mình để vào rồi mình xả ra. Thì cái máy này nó có cái nút này nên nó làm rất là tiện ha. Thì lúc này mình có nói là từ 3 đến 4 ngày thì mình có thể có được cái mẻ giá như mình sau trước video ha. À, ok, thì nó rất là nhẹ nhàng và chúng ta có giá ăn hàng ngày. Thì cái chừng này giá mình có ăn được 3 ngày, rồi sau đó mình tiếp tục cuốn chiếu mình làm tiếp, thì có nghĩa là mình sẽ có cái giá ăn hàng ngày. Vâng, chúc các bạn thành công ha, và chắc chắn cái này sẽ thành công ha, chứ không thất bại đâu. Chỉ có nếu các bạn quên mà để nước nó ngâm lâu quá thì cái giá nó sẽ bị ống á, thì nó sẽ không nó sẽ bị hư. Cho nên là mình để xíu là mình đừng ngâm quá lâu. Đôi lúc mình cũng quên á, mình ngâm từ 1 tiếng nhưng mà cũng không sao, nó vẫn cứ vặn được, đừng có ngâm nguyên ngày là được. Nguyên ngày thì giống như là làm giá chua luôn rồi. Ok, vâng, hy vọng hy vọng video này sẽ tạo động lực cho các bạn làm giá đổ và ăn nha. Và đặc biệt thì giá đổ mình làm thì mình có thể tự tin cho em bé mình ăn. Vâng, kênh Sài Gòn Lifestyle xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào, bye bye.